xin giới thiệu các bạn nồi làm tỏi đen Sato, sản phẩm của công ty Việt Nhật. Đây là nồi tỏi đen tự động hoàn toàn và tỷ lệ thành công lên đến 90%. Chi tiết cụ thể sẽ được thể hiện qua 8 điểm sau. Đầu tiên là giá đỡ tỏi chuyên dụng với thiết kế rất đặc biệt, gồm 4 khay riêng biệt, 3 khay dưới đục lỗ giúp tỏi thoát hơi được dễ dàng. Khay trên cùng giúp điều tiết luồng không khí bên trong nồi, giúp cho tỏi luôn có độ ẩm cần thiết. Tiếp theo là bộ van thoát hơi với thiết kế đặc biệt có đầu giò cảm biến nhiệt giúp kiểm soát nhiệt độ trong nồi. Thứ ba là hệ thống gia nhiệt đa chiều 360 độ được điều khiển bởi mạch điện tử giúp không khí bên trong nồi được tuần hoàn đối lưu, giúp tỏi đen được lên men đều và thành công cao. Đặc điểm thứ tư, lòng nồi, giá đỡ tỏi và mâm đỡ lòng nồi đều được làm từ nhôm. Mâm đỡ lòng nồi được thiết kế theo dạng treo, luôn đảm bảo lòng nồi được tiếp xúc cao nhất với mâm nhiệt. Nồi tự nhớ quá trình đang lên men khi mất điện và sẽ tiếp tục quá trình khi có điện trở lại. Bảng điều khiển được tích hợp, linh kiện có chất lượng cao, được phủ lớp keo chống ẩm, phù hợp với môi trường nóng ẩm ở Việt Nam. Vỏ nồi được làm bằng inox, bền bỉ và sang trọng. Cuối cùng, nồi và khay đỡ tỏi được phủ một lớp lên men chống dính, dễ dàng vệ sinh khi sử dụng. Cảm ơn bạn đã theo dõi video, hãy like, share và đăng ký để theo dõi thêm nhiều thông tin về sản phẩm.